Trường hợp này anh mới nói rằng cái trường hợp nào đó chưa mà nếu mà người ta gia đình mà người ta phát triển đảng viên lần đầu tiên đó, thành ra chúng ta đi sáng bởi cái người đầu tiên á, ví dụ trong gia đình là dù không biết em là em hay chị hay anh gì hết, nhưng mà em á, ví dụ như là có một người được phát đủ điều kiện để phát triển đảng thì sẽ xác minh cái, ví dụ cho em hoặc bất cứ anh của em, cái người phát triển đảng á, thì đầu tiên là sẽ xác minh cái người đó rất là kỹ, thì khi xác minh cho người đó là xác minh toàn gia đình luôn. Trong cái khả năng là sẽ có hai là có chủ trì là đảng viên đang sinh hoạt này, thì bên đó người ta sẽ có một văn công an qua để người ta có là xác minh là có đúng là cái cô chị này là đang là đảng viên sinh hoạt ở đây không, thì qua như vậy là anh chỉ xác minh cái đó là cô Trần Thị Sa này thì hôm nay có chị là Trần Thị Ánh đang sinh hoạt tại đảng bộ phường Bộ Người, chi bộ đảng nào thuộc đảng bộ phường đó thì xác minh.